hôm nay mình nhận được đơn hàng của Lê Văn Thái. Hôm nay chỗ mình mất điện. Hàng đóng rất cẩn thận nhé. Đấy. Giữ ẩm tốt. À, đây là cây đầu tiên này. Mình về mình mở ra đã lứt mầm này. Đấy. Mở cây đầu tiên ra đã lứt mầm này. Của cái loại này nó rất mạnh. Ủ rất cẩn thận. Ẩm rất tốt. Tiếp tục mở cây thứ hai. Hàng của Hoàng Anh Bonsai Lê Văn Thái đây. Cây thứ hai. Ủ sơ dừa ẩm kỹ thế này còn gì nữa, làm sao mà không sống. Phôi thứ hai này. Đây là phôi thứ ba. Hôm nay mình giờ cắt đi để chơi luôn được. Này cái đế nó rất là đẹp. Đây là phôi thứ tư. Để ở đây ẩm rất tốt. Bốn xu sang. Đây là tiếp tục cắt cái vào ra. Hàng rất ok, kỹ càng cẩn thận. Review cho các bạn xem. Hai cây tông cao, một cây trà phúc kiến và một cây sâm ngọc. Đóng rất là
Văn Thái bonsai Hoàng Anh này, đóng rất cẩn thận nhé, giữ ẩm tốt, cây về nơi đã bật mầm rồi này. Thì là dự ẩm rất tốt này. Mất điện tối quá không nhìn cái gì cả. Đây chắc là trong chỗ này là ba gốc, ba phôi, đây là phôi trà phúc tuyến này, phôi trà phúc tuyến lắc lượn rất là đẹp. Đây là hai cây sâm ngọt. Mạnh mức độ đi đường về đây lên mầm ở trong đực ni lông có ít nữa thôi mà nó đã lên mầm.